các bác đang xem bị băng giả. Mọi người ơi, các bác đang xem bị băng giả. Rồi vào lại giúp em nha. Hello các chị. Chào mọi người. Chào các bác. Các bác vào lại giúp em nha mọi người ơi. Hello các chị. Không biết là các bác thích hàng VIP hay là hàng xương xương bình thường. Không biết là các bác thích loại nào để em lên nào. Hàng gì em cũng chơi nhá. Hàng gì em cũng có nhá mọi người nhá. Từ mình em không thấy clip à? Có bị văng ra không? Mọi người có bị văng ra không? Ôi trời ơi, vào lại giúp em. Vào lại giúp em nha. Coco đen đằng sau 6,5 triệu. Đang sale là 21,50. Đang sale là 21,50 bác ạ. Mọi người vào lại được chưa? Thấy em chưa? Thấy em chưa? Thấy em chưa? Vào lại nha các chị ơi. Đông đông một tí xíu đã bắt đầu lên hàng. Sale tất, cái gì còn 1-2 sale tất cho các bác luôn. Hôm nay hơi ốm yếu một tí, các chị thông cảm. Xem like là hơi bị buồn đấy. Ok chưa ạ? Coco đen đấy là bản full đen, bản VIP size nhỏ. Còn đấy là 21,50 của em đấy. 21,50 đấy. Xinh lắm. Xinh lắm, 2,150,000. Đẹp bất chấp luôn nha. Con này rất là đẹp nha. Bán quá nhiều rồi và chắc là còn được hai con cuối. Chắc còn con này với một con trong hộp nữa là hết. 21,50 bán full 2 book nha. Xuất sắc luôn đấy chị ạ. Đẹp lắm. Từ form, từ chất, từ hàng. Đẹp xuất sắc luôn nha mọi người ơi. 21,50. Con này là size nhỏ thôi, size 19,5 thôi chị ạ. 19,5 thôi. Xinh lắm. Chanel. Get go Chanel cho nhiều nước miếng. Hết hết màn hình mình sợ. Kinh quá. khách ơi kinh quá. Con này xinh này. Bản này đẹp lắm. Khách nhà em mua hết rồi. Còn có hai con thôi. Cháy hết hàng rồi. Hết sạch hàng rồi. Full 2 book, 1 book nắp châm, 1 book cắt tông. Đẹp lắm. 21,50 thôi nha. Form từ chất từ hàng bao đỉnh luôn. Con này rất là đắt và đang được săn sale. Rất là đắt và đang được săn sale. Và cái màu này thì còn đỡ. Cái màu này thì cũng có này. Nhưng mà cái màu này là cái màu không có luôn. Hàng rẻ không làm được. Bên đây là cái màu của nó là màu kem vani. Màu trắng kem vani đẹp cực luôn. Đây là em cực kỳ đắt hàng hai cái mã này luôn. Cực kỳ đắt hàng luôn mọi người ạ. 2,150. Các chị chốt trong live sẽ được giảm 100k là còn 2,050 nhá. Chốt trong live sẽ được giảm 100.000 thì là còn 2,050 đấy ạ. Chốt đi. Cố gắng săn hàng VIP. Nhiều lắm rồi, bán nhiều rồi. Số lượng em còn mỗi màu một cái nên là em sale mọi người luôn. Một cái ở trên kệ và một cái trong hộp là em hết luôn. Thật sự cháy hàng các chị ạ. Hai cái màu rất là VIP. Em cháy hàng nha mọi người nhá. 21,50 xinh cực luôn. Đắt hàng lắm. Cực kỳ đắt hàng luôn. Có 21,50 thôi. Ôi trời. Thấy em thì nhớ chấm like thả tim. Em có một con bờ đà này màu rất là đỉnh cao luôn. Mọi người ơi, màu siêu đỉnh cao. Cho Nhung xin một lượt chia sẻ trang cá nhân 3 lần hội nhóm. Em làm giá con bờ đà xanh này cho các chị luôn này. Bản đẹp luôn nha mọi người nhá. Bờ đà xanh, VIP cực kỳ xịn sò. Tăng bạc các chị ơi, tăng bạc lạ lắm. Nhìn con màu các chị đã thấy nó khác rồi. Nhìn con màu các chị đã thấy nó VIP rồi. Mã này sẽ là mã B mấy game nhỉ? Lên đúng cổ pháp cho em sẽ là B. Đợi em một tí xíu. Không biết lên mã B ha. B10. Mã hàng sẽ là mã B10 cho em. B10 nha mọi người. B10 kỷ niệm các chị. Con này 3,250. Giá săn sale nếu mà rẻ thì em cũng phải bán 980, 990 thôi. Thôi hôm nay em sẽ tặng mọi người nốt. Tại vì con này là còn con cuối cùng thôi. Em tặng sale cho các chị nốt 588,000. Và đây là bạn con cuối cùng của nhà em luôn. Cháy hàng, 588,000 con bờ đà này. Xinh cực kỳ luôn và size 25 có đúng một cái thôi. Cái màu này hiếm cực kỳ luôn, các chị không có hàng luôn á. Màu này còn đúng một cái duy nhất nha, của bờ đà nha mọi người. Bờ đà xanh chuối. Mã này có đúng một cái, size 25. Hết sạch hàng, cháy hàng. B10, 588,000. Lên mã B10 cho em. B10 nha mọi người ơi, 588,000. Đang live bị văng ra buồn quá. B10 giúp em 588,000.
Trưa nay chị My đang live, chị My tắt đi hay là bị văng ra đấy? 588.000 B10 đó chị à. Danh Doric Lê, lâu lắm rồi mới thấy mua. Tiếp tục này, B11. B11 giúp em. Chùi ui. Con trống LV nó đỉnh cao xuất sắc xịn sò 3.660.000. Ai đã mua của nhà em rồi, mã này rồi là biết. Nó phê lắm mọi người ơi. Xuất sắc luôn cho em nha. Con này mã B11. Và B11 này chị nào không săn là tiếc cực kỳ. Bản này là bản da là điều non pha caviar. Ok chưa ạ? B11 giúp em. Tặng các chị bên trong lót này. Bên trong lót như au luôn các chị ơi, bên trong lót lót hồng đào như au luôn, bàn đẹp luôn nhá. Da VIP nhá mọi người nhá. Thơm lắm, thơm nước nổ. Hàng đẹp kinh khủng khiếp luôn. Con này kỷ niệm các chị nhỏ. Tặng luôn đi. Tặng luôn nhá. Nếu như các bác không chia sẻ like và các bác không chốt tại livestream này, các chị sẽ phải mua với giá là 980.000. Nhưng các bác chốt tại live ngày hôm nay, các chị sẽ chỉ phải mua với giá 560 thôi. Tặng các chị 560.000 con này. Ai không mua là đáng tiếc nhá mọi người nhá. Ai và ai đã mua mã này rồi cho em xin feedback. Mã là B11 cho em. B11 số lượng em không có nhiều. Nên các chị tranh thủ lên nhanh B11. 560.000 giá quá tốt con này luôn. Chị Danh Doris Lê chuyển khoản cho em mã đầu xong rồi dồn đơn thêm nha. Khách mới, khách cũ gì đó cũng phải chuyển khoản. Nha mọi người ơi. Chốt lại mã B8 được không nè? B8 là cái gì đây? Mã này sẽ là mã B11 cho em 560.000. Chống LV, bàn đẹp đấy. Con này đẹp cực kỳ luôn, xuất sắc luôn. Hàng, một con hàng đắt, cực kỳ đắt. Ốc ngốc ngách có đơn. B11, đem thử để điện thoại cho các chị luôn. Cho chị, cho mượn cái điện thoại to này nè. B11 giúp em 560.000. Xinh yêu cực kỳ luôn các chị ơi. Xinh xuất sắc nhá. Em thử để điện thoại xem nó có vừa không. Em sợ là không vừa điện thoại to đâu. Em sợ nó sẽ không vừa điện thoại to đâu mọi người ạ. Nó sẽ vừa điện thoại của khoảng 12 thôi. Nó sẽ chỉ vừa điện thoại 12 thôi. Đấy, chắc là vừa. Chắc là sẽ vừa. Ok chưa ạ? Chốt hai mã này chị chuyển khoản luôn đây. Ok chị này. Ok nhá. Vẫn vừa. Cố gắng vẫn vừa. Ok chưa ạ? Chứ còn nếu như mà 12 thường các thứ đó để thoải mái đấy nha các chị. 12 thường các thứ là để thoải mái nhá. Đẹp lắm. Đây là mã B10. B11. B11 giúp em 560. Không nhìn thấy em lôi cả cái điện thoại bên trong giả. Các bác không nhìn thấy em lôi cả cái điện thoại bên trong giả. Còn hỏi là em là có vừa điện thoại hay không. Chị đang hỏi là có vừa iPhone 13 Pro Max không. Thì em sợ là cái 13 Pro Max nó to quá. Đấy, bằng này. Ờ thì nó tăng bằng cái kia thì thoải mái nhá. Thoải mái nhá, 560.000. Nhỏ nhưng em nói rồi, kể cả túi nhỏ nhé, em bình thường vẫn vừa điện thoại. Nhá các chị, 560. Ai chốt đơn thì trả lời tin nhắn chuyển khoản giúp em. Nhá các chị, ok chưa ạ? 13 của em thì bằng cái kia vừa. Bằng cái kia vừa, 560.000. Còn cho nói chung bây giờ hầu hết túi ấy, nó vừa thì nó vẫn vừa thôi. Nhưng mà hầu hết ý, có những con túi nhỏ hơn như thế này khách vẫn ok mua. Bởi vì nó đẹp các chị ạ, không quan trọng. Nó đẹp, bây giờ chẳng ai nhét điện thoại vào túi nữa cả. Đến em bây giờ dùng túi cũng chẳng bao giờ điện thoại vào túi luôn ấy. Nhà các chị. Ốc ngốc ngay chuyển khoản đi nhá. Danh Doris Lê chuyển khoản cho em đi nhá. Mã B11 560.000. B11 560 giúp em. Tiếp. Tặng các chị một mã nữa. Tiếp nha, để em tặng các bác một mã nữa. Đấy, em vừa lôi cả cái điện thoại to đùng ở bên trong ra đấy. Nên mọi người đừng hỏi em là có vừa điện thoại nữa hay không nhá. Muốn trả lời đâu. Nhiều lúc lười trả lời ghê. Thế thì lấy cho các chị con B12 này. Nốt. B12 sẽ là một con hơi mệt chữ H. Ok chưa ạ? 6.500k. Rẻ nhất cũng là 4.800.000 rồi nha mọi người ơi. Mã này sẽ là mã B12. Mọi người ơi, chốt rồi. Em thần nhét điện thoại vào túi trong em. Chốt rồi đừng bỏ đơn nha. Bỏ đơn là em lần sau không bán đâu. Chốt rồi đừng bỏ đơn, đừng hủy đơn, đừng đổi mã. Bỏ đơn lần sau em không bán đâu ạ. Các chị bảo vừa điện thoại, em đã thử cho điện thoại cho các chị vừa rồi. Ưng nên mọi người chốt. Các chị đừng bỏ hàng nha mọi người ơi. Nghe kỹ, đọc kỹ, xem kỹ rồi hãng mua. Nếu như cảm thấy không mua được, mọi người không mua luôn. Chứ đừng chốt rồi xong rồi bỏ nhá. Được chưa ạ? Mà nhất là mình lại còn là người mở hàng nữa. Chốt rồi xong đừng bỏ. Bỏ đơn lần sau em không bán. Các chị bỏ một cái em không bán cả đơn luôn. Các chị bỏ một cái em nhưng không bán cả một đơn hàng luôn. Em không cần thiết bán đâu mọi người ạ. Nha các chị ơi. Mã này sẽ là mã B12 cho em. B12 tặng con này đi, xinh xinh này. Con xích dây này nó là ví. Nó là ví nhưng mà bản ví VIP của Hermes có dây. Bản ví VIP nguyên bản của Hermes nha các chị nhá. Bản ví VIP
nguyên bản của Hermes cho em mã Leno cho em mã B12. B12 kỷ niệm ốc ngóc ngách chuyển khoản đi nhá. B12 giúp em kỷ niệm, các chị em đang nhìn thấy tất cả tin nhắn của mọi người đấy. Nó hiện lên ở trên điện thoại của em chưa thoát ra. Mã sẽ là mã B12 cho em. Nên là chị nào chỉ cần bỏ một đơn thôi là bỏ một chiếc là em bỏ cả đơn, em bỏ cả đơn em chuyển khoản lại, em không cần bán hàng đâu mọi người ạ. Mã sẽ là mã B12 cho em. Tặng các chị luôn. Tặng kỷ niệm mọi người mã này 1.650.000. Ok chưa ạ? Và các chị chốt trên live chuyển khoản comment đúng cú pháp B12 trên live em tặng các chị luôn. Mã này biểu vừa tặng 1.380.000. Em bớt lại rồi, cái màu này quá xinh em bớt lại rồi nhá các chị nhá. Ok chưa ạ? Lên cho em mã B12. B12 giúp em 1.380.000. Ai đã mua chỗ khác là biết những cái con này rất là đẹp. Và cái bản này của nó cũng rất là đắt luôn. Nhà khác đang bán 4.8, 4.9 em không bán được như vậy. Em lãi thật sự mọi người ơi, em lãi rất là thấp nha các chị nhá. Nên là các chị yên tâm. Hàng bao đẹp, bao xịn sò luôn. Nguyên bản của Hermes luôn nha các chị. Đây là một mã nguyên bản. Da nguyên miếng và bản VIP của Hermes. Đây. Rồi chưa ạ, làm thủ công và bản khâu tay. Một con hàng làm thủ công và bản khâu tay giúp em nha mọi người. Ốc công cách chuyển khoản đi nha. Mã là mã B12 xinh cực luôn. Em chốt rồi nhưng chưa nhận được xinh cực luôn, đợi nha. Nhận được mã nào, nhận được đơn nào chưa? Sao đơn của Thu Thảo gửi lâu ấy nhỉ? Đơn của Thu Thảo nhận được mã nào chưa? Mã này sẽ là mã B12 cho em. Xinh nhỏ, 1.380.000. Bản VIP cực, bản full high book VIP cực luôn. Đó, của Hermes các chị nha. B12 giúp em. Ai đã mua rồi là biết cái màu này là cái màu mới nhất, xinh nhất. Còn những cái màu khác thì em không nói làm gì. Cái con màu này và màu cam là hai cái màu em về em tâm đắc. Bởi vì là cái màu nó lạ, nó đẹp, nó VIP nha mọi người ơi. Mã này là mã B12. B12 dùng em. Tiếp tục này. B13. Không, chị Tho có xem được con này kiểu gì mua. Chị Tho mà xem con này kiểu gì mua luôn. B13 nhá. B13 sẽ cho, không biết là em còn con màu cam nào không, có màu trắng. B13 sẽ lên luôn màu trắng cho các chị xem nốt. Con này thì còn một mỗi mẫu 1-2 con, nó không bỏ mọi người. Mỗi mẫu 1-2 con thôi thì em tặng mọi người thôi, chứ em không lấy lãi đâu các chị ạ. Đây, màu trắng của nó đây, xinh lắm. Hàng da nguyên bản của nó yêu cực luôn ý. Nó VIP, nó đẹp ý mọi người. Đẹp xuất sắc. Được chưa ạ? Ok Thu Thảo. Mã sẽ là mã B8. À sorry, B13. B13 giúp em. Mềm cực. Yêu lắm, em giữ lại một con em dùng rồi. Bắt buộc phải giữ lại bởi vì hàng đẹp như này. Dễ phối đồ mùa hè như thế này mà không mua thì hơi phí. Cực kỳ dễ phối đồ mùa hè luôn. Chữ các bà. Có dây đeo chéo này. Xinh cực kỳ luôn. Mã hơi mệt này. Em thấy có cái là em chốt luôn đấy. Có cái là em phải hốt luôn, em mang về cho các chị đấy. B13 cho chị Đỗ Thị Mai. Xinh cực luôn, để em cần con em nhung đeo cho các chị xem không. Yêu lắm luôn. Nếu như mà người của các chị giống như em ấy, không cao quá, mà người của mình không phải là dáng châu Âu. Đương nhiên, mình là người Việt Nam, dáng của mình không phải là dáng châu Âu, đúng không ạ? Và bản Hermes, tất cả bản Hermes của nó là sản xuất tại Paris. Mà nếu như đã sản xuất tại Pháp thì dáng người phải là dáng người. B13 là 1.380.000, là phải là dáng người của người châu Âu rồi. Nên là dây nó rất là dài. Thế nên là em sẽ chỉ cho chị một cái mẹo. Là các bác về, nếu như là có hôm nay em sẽ có bản bao tử của Dior đẹp lắm. À không, có cái bản kẹp nách của Dior đẹp lắm. Xinh lắm, không có bao tử rồi. Thì nhà em bình thường không bán bao tử đâu các chị ạ. Không thích bao tử. Không thích bao tử nên rất là ít khi nhập bao tử luôn. Mã sẽ là mã B13, 1.380.000 nhá. Chị Đỗ Thị Mai ok thì comment đúng cú pháp mã B13 và kèm 1.380. Con này là bản 6.500.000 và nhà khác săn sale rẻ nhất cho các chị cũng là 4.800.000 đến 4.900.000 một chiếc rồi. Xinh cực kỳ luôn. Đây các chị ơi, da nguyên bản của Hermes. Toàn bộ da nguyên miếng, nguyên bản, hàng thủ công khâu tay toàn bộ giúp em. Và cái bản này rẻ nhất cũng là 4.800.000. Em tặng mọi người trên live, nếu như em bán có lãi em phải bán tầm 1.920.000. Nhưng mà em tặng mọi người có 1.380.000 thôi. Coi như là em săn được giá nào thì em tặng các chị giá đấy nhá mọi người nhá. Em săn được cái giá nào thì em nhung tặng mọi người giá đấy. Nên là các chị tranh thủ đây. Nếu như mà em muốn đeo ngắn ngắn đi một tí xíu thì em sẽ hay đeo theo kiểu như thế này. Xinh cực kỳ luôn. Nhỏ nhỏ xinh xinh mọi người ạ. Xinh cực. Nếu như các chị muốn đeo dài thì mọi người đeo dài ra nhá. Đó, tùy theo là các chị muốn đeo ngắn hay đeo dài thôi. Mọi người có thể đeo. Rất xinh luôn chị ơi. Nó hợp với đồ mùa hè kinh khủng khiếp luôn. Có 1.380.000 thôi. B13 giúp em. Con này chắc còn được một con nữa là hết hàng. Tại vì em giữ lại rồi, giữ lại một con. Và một con nữa là chắc hết hàng để em để dài ra cho mọi người nhá. Nếu như mà để dài ra thì em nghĩ là cũng vẫn là ok thôi. Cũng vẫn là ok, nếu như các chị nào thích đeo dài thì vẫn là ok thôi. Là các chị cao ấy, các chị cao, em có 1m5 mấy thôi thì các chị cao thì chị Tho Bùi có B13. Chị Tho ơi, lấy màu xanh đi chị Tho ạ.
Thôi lấy màu xanh đi. Đây này, màu xanh đẹp cực luôn. Vừa nãy em bảo là chị Tho kiểu gì chốt mã này, em biết mà. Đây này, lấy màu xanh này này, B12 này này chị này. Lấy con xanh này này. Em thấy chị đang hỏi màu xanh nhiều ấy, không biết là có thích màu xanh không. Đây, xinh cực, con này là B12, xinh cực luôn. Ở bên ngoài màu nó sẽ nhạt hơn trong line một tí nhá. Bên ngoài màu nó nhạt hơn trong line một tí. Đây, xanh đây, xinh cực luôn chị ạ. Có 1380 thôi, sale rất là dậy luôn. Xanh và cam đẹp đúng. Màu trắng thì nó cũng rất là ok thôi. Nói chung là tất cả đều đẹp. Tất cả đều đẹp nha mọi người. Màu nào cũng đẹp luôn. Nên là các chị muốn ưng mã nào, các chị ưng màu nào thì mọi người chốt. Em nghĩ là chị chốt cả 3 màu đi chị ạ. Thật sự đấy, 4 màu em về thì em thấy 4 màu cả đều đẹp. Thật sự luôn, cái con này không có hơi phí luôn ý. Em giữ lại cả, em nói thật mọi người, em giữ lại cả cam. Có tổng mấy màu nhỉ? Em ra em lướt lại cho chị xem là có mấy màu. Em giữ lại. Chị nhớ là chị lấy cả, chị vứt ở trên tủ kệ tủ là cả màu cam, cả màu kaki, cả màu trắng, cả màu xanh. Bớt lại cả 4 màu luôn ấy. Nên là mỗi màu nó chỉ còn có 2 con. Em đã bớt lại rồi nên mỗi màu nó có 1-2 con thôi. Chị lấy xanh đấy, B12 nhắn đi. 1380, trắng cũng đẹp. Trắng đẹp xỉu luôn. Trắng ở ngoài đẹp xỉu luôn. Tất cả những màu ở ngoài nó đều đẹp hơn trong line. Tất cả các màu nó đều đẹp hơn ạ. Đẹp hơn ở trong line rất là nhiều nha các chị. Đâu cam đâu nhỉ, cam còn con nào? Chạy ra ngoài xem cam còn con nào không chứ. Chạy ra ngoài đi, xem màu cam còn hàng không. Nó sợ hết hàng ấy. Lấy màu cam với màu kaki của nó đâu nhỉ. Kaki của cái con này đâu nhỉ. Kaki cũng rất là đẹp. Chết vậy em, nhu màu nào đẹp luôn. Trời ơi, em bóp lại cả bọc 4 màu luôn ấy. Yêu quá nó nhỏ. Nó nhỏ nó xinh cục. Ơ, mua các ti của tôi đâu. Nhớ. Nó nhỏ nhỏ ấy, nên là tìm. Cam đây. Cam với các ti nữa. Các ti nữa. Có màu cam nữa. Ê, xinh cực, có màu cam rồi, có các ti đâu. Ok. Cam đấy của vợ. Không phải đấy còn con cam nào nữa. Mày thế, không có bán hết hàng của tôi thì chết. 1380 này. Đây chị ơi. Cam kia của em kìa. Kaki nữa, kaki hôm qua vừa bóc một con rồi. Đâu nhỉ, con bóc rồi đâu nhỉ. Cam đây chị ơi, B14 nhá. Cam sẽ làm mã B14. Hôm qua bạn Thu Thảo bạn ấy lấy cái hai màu, cả xanh cả cam thì phải. Hình như là vậy. Cam đẹp nhỉ, màu nào cũng đẹp chị ơi. Nên là em giữ cả 4 màu, em nói điêu đâu. Em giữ cả 4 màu đấy, em nói sai đâu. Đẹp lắm. Chị thêm con cam nữa ok. 1380 quá rẻ và quá chất lượng. Nên lúc con màu kaki, có chị nào khác mà muốn thích, có muốn ôm màu cam thì lên nốt nhá. Còn một con cuối, em giữ lại một con thì còn một con cuối nữa. Bên 14. Ờ, con kaki hôm qua vừa bóc một con rồi. Dạ em lấy cam và xanh đấy. Bạn ấy hôm qua lấy cam và xanh đẹp lắm. Bạn ấy hôm qua lấy cam và xanh đó. Kaki hôm qua vừa bóc một con rồi. Giờ bóc hơi tiếc. Bóc còn nhiều này. Cứ để đấy tự bóc. Đây vớt đây. 1380 rồi nhỉ. Con HM nó đẹp dã man ấy. À lấy con HM xanh với cả cam Kenly size 22. Con cam xanh nhỏ mini hôm trước, hôm qua bà bóc cho chồng xem ấy. Đấy, mang con đấy vào đây. Không phải đâu, trong này con đấy đâu. Dior mới về, đẹp cực kỳ luôn. 1.380.000 chị Nguyễn Thảo ạ. 4.900.000 săn cho các chị 1.380.000, rẻ cực kỳ luôn. Con Dior này cũng đắt nha. Con Dior này răng rất là giá, răng rất là cao này, 6.200.000 này. 6.200.000 mà em săn sale được tận xưởng cho các chị còn có. Đợi em một tí xíu. Check giá con này hộ cái. Đợi em sáng rồi check giá con này. 9210. Đẹp thế. Ôi. Check giá con Dior mới tinh này nhá. 9210. Check con 9210 rồi đi. Check con 9210 này để em lấy con này trước. Con Dior này từ từ đã. Để em lấy con này trước cho các chị. Con HM cam vừa xong là 1380 nha. Còn một con nữa thôi đấy. Em bớt lại một con dùng thì chỉ còn một con tổng về 5 con. Thì là hôm qua bán cho bạn Thu Thảo với con một con, với cả một chị ở trong inbox một con nữa, là 2 rồi. Hôm nay bán cho chị Tho Bùi một con là 3.
Đấy, thì em giữ lại một con là 4 rồi. Em giữ lại một con đó là 4 này. Bóc kiểu gì xong lại cũng vẫn phải. Không biết nó lấy dán kiểu gì đây, không biết nữa. Đợi em một tí nhá. Này hơi khó bắt. Đợt này bọn này nó dán cái này hơi khó bắt mọi người ạ. Cáu ghê. Đều sẽ bóc nổi. Đành phải bóc bên này mới được. Xấu hết cả con túi rồi. Không quan trọng đâu. Quan trọng cái hộp bên trong. Nhờ. Cái này bóc nhầm đây. Đẹp này. Bóc luôn nhá, bóc con này cho các chị xem luôn nhá. Con HM đẹp cực. Con này là màu kaki. Và cái màu kaki là cái màu cực kỳ dễ phối đồ. Cái màu dễ phối đồ hơn cả màu đen luôn. Dã man. Dễ phối đồ hơn cả màu đen luôn mọi người ạ. Đẹp xuất sắc. 1380 này. Sao rẻ đấy nhỉ. Ui, cái màu này nhìn phát biết hàng xịn luôn. Đúng là cái màu này kể cả từ từ Kenly với từ Binkin luôn. Là một cái màu tông màu nhìn phát biết hàng xịn luôn. Đây, kể cả mọi người ngắm từ hàng VIP. Đây là một cái tông màu nhìn phát là biết hàng VIP luôn đấy. Người ta gọi là một cái tông màu gọi là dễ phân biệt nhất này, rất là đẹp luôn. Con này là hàng khâu tay, da là da nguyên bản rồi. Ok chưa ạ? Đó, chất da thủ công, da nguyên bản, hàng khâu tay siêu đẹp luôn. Con này chị nào thích cái màu này thì mọi người lên cho em mã B15. B15 là 1380 nhá mọi người nha. Đẹp lắm. Màu kaki rất xịn sò luôn. Kaki đậm, kaki nhưng phải kaki đậm. Cái màu này là em về phát là em phải giữ luôn ấy. Dễ phối đồ cực kỳ luôn. Eo ơi, xinh cực kỳ. Da mềm thiều, hàng đẹp khâu tay này. Và các chị nhìn cái chất này. Chất hàng da thật nguyên miếng này. Cái bản này là bản da thật nguyên miếng này. Đẹp xuất sắc luôn nha. 1380 cho em. Tay đeo chéo của nó đây ạ. Tay đeo chéo của nó đây nhá mọi người. Xinh lắm. Xinh lắm. Mai em phải đi nhuộm lại cái tóc. Trông nó thật là tẩu. 1380. Tiếp tục B16. B16 kaki đỏ Binkin size 30. Màu kaki đỏ có Binkin 30 đây. Úi trời. Binkin 30 đây, trời ơi. Đây là size 30 gì đây chị? Con này là 2950 và đang chốt trên like còn 2.850. Em để cho 2.800 đấy. Size 30 em vừa về thêm màu đen tang bạc. Em vừa về thêm màu đen tang bạc, màu kaki tang bạc, màu bò tang bạc đúng không? Phải không? Size 30, đấy là của size 30. Em vừa về thêm. Vừa về thêm cả màu hồng size 30 tăng vàng, màu vàng size 30 tăng vàng nữa. Đẹp cực luôn. Mua đi tặng cho những khăn. Có, hàng này sẽ tặng kèm khăn, khăn Hermès. Và thậm chí nếu mà còn ngựa em tặng thêm cả ngựa luôn nhá mọi người nhá. Khăn Hermès bản VIP luôn, cái khăn này là bản rất là đắt. Khăn đắt luôn đấy, là em đặt riêng để em tặng cho các chị đấy, chứ còn không có là bình thường. Các chị đi mua là toàn phải mua ngoài thôi. Đây. Khăn ngựa, khăn lụa VIP nha mọi người nhá. Tăng bạc không có size này. Tăng bạc không có size này luôn. Tăng bạc không có size này đâu chị ạ. Birkin chỉ có tăng bạc chỉ có một xem hộ chị xem trong cái thùng HM VIP ý, size 30 ấy. Màu đen với cả màu kaki tăng bạc của chị đâu. Không biết có màu kaki không nhỉ? Có tăng bạc ấy. Lấy đi. Hình như là vừa mới về có đấy. Con đấy thì bản con đấy thì là 2 triệu, con này đắt hơn tăng vàng 100k. Đắt hơn tăng vàng 100k nhá. Em vừa về đấy, đẹp lắm. Tăng bạc đợi xíu. Đây, tăng bạc đây. Đây là màu đen, có màu kaki của nó đâu. Trong này à? Đây hai hộp của nó đây. Nó có màu kaki, màu bò và màu đen tăng bạc. Đẹp lắm chị ơi. Con này thì 2980. 2980 đấy là giá bớt rồi nhá. Không có sẽ phải mua với giá là bơn kim nhỏ. Chị ơi, chị phải hiểu là cái dòng ấy, bơn kim ấy nó chỉ có hai size VIP nhất là size 25 và size 30 là cái size thông dụng nhất thôi. 25 và 30 thôi chị ạ. Còn nhỏ nhất thì em không biết. Tại vì em bán hàng thông dụng cũng chỉ tầm 25 và 30 thôi. Đó là những cái size mà thông dụng mà đắt hàng nhất. Nha các chị nhá. Đấy vợ cả cái hộp của nó cái. Đây là size 30.
Burnkin size 30 tăng bạc của nó đây. Hộp cái kia. Hộp ở trong nó có ngựa với cả khăn với cả bill. Đây là size 30 màu đen này. Chưa bán màu đen size 30 bao giờ. Lần này mới về. Bây giờ mới có hàng. Đợi mãi bây giờ mới có hàng mọi người ạ. Đây, kèm hết bill box. Các thứ kèm hết luôn, ngựa khăn, bill box, không thiếu một cái gì luôn cho em. Tăng bạc sẽ là 2980 nhá. Tăng bạc sẽ là 2980 cho em. Đây là màu đen này. Màu đen. Xong rồi lên cho các chị một kaki đợi tí. Kaki tăng bạc đây. Ôi chốt luôn đi chị Isa. Đừng lăn tăn, chốt luôn đi. Chốt luôn đi chị Isa ơi, đừng lăn tăn. Đẹp lắm. Ôi đấy. Size 30 tăng bạc đây. Kèm ngựa kèm khăn. Kèm ngựa kèm khăn bản VIP nha. Từ bill này. 25 đen tăng bạc, không có 25 đen tăng bạc. Không có ạ. Không có 25 đen bạc đâu. Cái gì có thì em sẽ lên luôn, cái gì không có em sẽ báo luôn. 25 chỉ có tăng vàng thôi. Mã này em đang sale là 2980, được chưa ạ? 2980, tăng bạc size 25 hiện tại chỉ có. Tăng bạc size 25 hiện tại hình như là chỉ có màu bò thôi. Nhá. Ok chưa ạ? Không có ngựa đá để mà tặng ấy chị ạ. Ngựa đá bây giờ toàn hàng hỏng, toàn lỗi. Toàn lỗi bớt lại để trên kệ nó xinh thôi, toàn hàng lỗi mà. Tặng cho khách ngại lắm, toàn hàng lỗi, gãy ngựa với cả hỏng ấy. Đây là của nó sẽ được tặng kèm ngựa. Với cả tặng kèm khăn ngựa của nó như này, khăn của Hermes như này. Ngựa đá không có để mà tặng, có thì em đã tặng rồi, tiếc các chị cái gì đâu, nhưng nó bị hỏng, nó bị lỗi. Về đến nơi cũng chẳng làm gì, chỉ có vứt đi thôi chị ạ. Mất cả cái lòng thảo ra, nên là thôi, khỏi đi. Ngựa đá nó hỏng, nó gãy hết rồi. Nó bung hết đá, nó gãy hết ý. Nó gãy cả đôi con ngựa ấy. Các chị không biết rồi, các chị nhận, các chị sẽ biết nó bị ở đằng sau các thứ là nó bị gãy hết ngựa. Nên là em có dám tặng nữa đâu. Em treo cho đẹp thế thôi, em có dám tặng nữa đâu mà. Từ hôm khách bảo là Nhung ơi nhận ngựa đá nó bị gãy ấy. Thế là em có dám tặng nữa đâu. Tại vì do vận chuyển ấy, về nơi nó cứ hỏng, nó với nó gãy. 26-2850 Kisa chốt, 2980. Nghe kiểu gì. Size 25 tăng bạc hiện tại chỉ có màu. Chỉ có màu này thôi. Chốt luôn, ok chị. Size 25 tăng bạc hiện tại chỉ còn màu bò duy nhất một cái cuối cùng. Nhá, 2650. 2650, giá đang được sale đấy. Kết thúc live mua lại với giá 2880 nha. Giá rất cao đấy mọi người ơi. Này, ổ khóa, chìa khóa này. Ngựa khăn này. Con này là 2650 ạ. Không ai làm giá như em. Lãi 100.000 một con HM VIP. Dã man. Lãi được đúng 100.000, nói sai đâu mà. Rách cổ bỏng họng đấy, lãi được 100.000 đấy mọi người ạ. Này, ngựa khăn yêu đầy đủ, con này size 25 nhá. Tăng bạc màu bò. Đẹp lắm luôn. Màu bò hiện tại chỉ còn tăng bạc thôi. Tiền ship bao nhiêu nhỉ? 30. 30. 30 ạ. Trời ơi, xem con size 30 này còn màu gì nữa đây này. À 30 còn màu xanh tăng vàng nữa nhá mọi người nhá. Còn sót một con 30 màu xanh tăng vàng cho các chị luôn. Con này là ưu đãi, con này đang giảm còn 2.800.000. Đây mọi người ơi. Con này đang giảm còn 2.800.000. Còn một con duy nhất. Một con duy nhất kèm ngựa và kèm khăn VIP nha mọi người. Xinh lắm nha. Hôm nay rất là nhiều hàng đẹp cho các chị luôn. Siêu nhiều hàng đẹp cho mọi người luôn. Hà Hồ Trắng có hàng vừa tiền. Hà Hồ Trắng trắng như nào? Trắng mới thì không có nhá. Trắng mới tinh thì tớ sẽ không có. Con trắng mới nguyên thì sẽ không có. Cho luôn vào cái gì? Từ từ để xem mà. Đấy, ngần đấy màu lên hết rồi. Đen, bò. Với cả ngày nào chị chả xem like để chị biết quay. Size 30 nhà em chỉ có đen, bò xanh. Đen bò xanh kaki đó, hồng và vàng. Đen bò xanh kaki hồng vàng hết. Cái này. Đây chị vừa lấy của cái nào? Màu đen làm sao? Đen nha. Đen size 30. Đây nó có thêm màu hồng. Đây là màu hồng chị Tho vừa chốt hôm đầu tiên về này. Vừa về cái là chị đã mở hàng cho em luôn rồi. Xinh lắm. Nha mọi người nhá, 2950, size 30.
29.50. Bò đen vừa qua rồi không lên lại chị ơi. Bò cũng vừa lên luôn rồi. Bò đây, bò thì ngày nào chả đằng sau like. Bò thì ngày nào nó cũng đằng sau em hết ạ. Màu bò đây, đây là màu vàng bò. À đây là màu nâu bò nha các chị nhá. Còn không hiểu là mọi người đòi màu bò gì nữa thì không có. Chỉ có màu bò này thôi, có tặng kèm khăn cho các chị luôn. Tặng kèm khăn và ngựa. Full 2 book, bạn này đẹp. Ok chị Isa. Con này sẽ là bò tang vàng. Con này là 2 triệu, tang vàng còn 2 triệu 8 nhá. Bò hình như size nhỏ hơn đúng không Nhung không? Size 30 đây chị. 30 đây nhá. Trời ơi, hỏi đau đầu quá chị, nghe em nói này, nghe em giải thích này. Đừng hỏi nữa nhá, ngồi im nghe đã. Hỏi loạn đầu quá. Size 30, nói luôn size 30 nó sẽ là size này. Size này nó đồng nhất với cả màu đen, màu kaki em vừa lên, nó là cùng một size. Còn màu bò vừa nãy nó là size 25. Đừng hỏi em nó có nhỏ hay không, nó nhỏ hơn nhiều. Nó là size 25 cơ mà nha. Còn đây là size 30. Size 30 em đang trả lời chị là size 30, đừng hỏi em size 25. Em đang trả lời chị con size to, tức là size 30. 30 sẽ có màu bò, màu kaki, màu đen, màu xanh em vừa lên rồi và màu hồng. Được chưa ạ? Và lát nữa sẽ lên thêm màu vàng nữa. Thì tổng sẽ có 5 màu: bò, đen, xanh, kaki, hồng và vàng. Tổng 6, tổng 6 màu nhá. Ok chưa ạ? Được chưa nào? Còn em cho lên size 25. 25 vừa nãy con bò vừa nãy là khách hỏi là có nâu bò đẹp lắm, có rồi lên mua kaki đó. Nâu bò đẹp cực kỳ luôn. Nếu như kaki ấy thì em nghĩ ấy, em nghĩ nhá, đây là theo quan điểm của em, con kaki tang vàng này đẹp hơn, chất cũng đẹp hơn, xịn sò, nhìn phát nhìn sang liền luôn. Riêng màu kaki là phải tang vàng nhá mọi người ơi, được chưa ạ? Và hầu hết khách mua đã mua màu kaki nhà em là mua full các màu khác, bởi vì màu kaki nhận về nó quá đẹp nha các chị. Đó thì con này đang sale là còn 2.800.000, bản đẹp luôn, nguyên bản hàng VIP thủ công, nguyên bản khâu tay, bản đẹp của Hermès Binkin luôn nha mọi người ơi. Từ bên trong bên ngoài hàng nó đẹp lắm. Full box, full box 5 châm, kèm ngựa, khăn. Rất là đẹp nha mọi người. Nói chung là ok nha. Chốt thôi chứ còn không lăn tăn cái gì nữa cả. Quá đẹp luôn. Ai đã mua Hermès thì em về nhà rồi là biết đây. Chất đây ạ, hàng đây ạ. Mọi người ơi, nó đẹp xuất sắc luôn. Thật sự đấy. Quan điểm cá nhân. Đó, em lên hết rồi đấy. Nâu bò có size 25, bò size 25 đằng sau. Và em cũng vừa lên xong. Bò có cả màu nâu bò này, em sẽ định nghĩa nâu bò cho mọi người. Cho chị con size 25 màu nâu bò. À đây đây đây. Nâu bò tăng bạc. Màu nâu đỏ, nâu bò tăng bạc đấy, em làm em lưu hết cả lưỡi. Các chị hỏi nhiều là em lưu hết cả lưỡi. Nâu bò tăng bạc sẽ là 2.650.000. Còn nâu bò tăng vàng đang được giảm sale còn 2.400.000 trên mai nhá. Đây là hai size này. Mọi người muốn mua size nào thì size. Con này sẽ thiên về màu hơi cam một tí. Con này sẽ là chuẩn nâu bò vàng bò luôn này. Còn con này sẽ là hơi thiên về màu cam, cam đất một tí xíu nha mọi người nhá. Đó, thích màu nào thì chốt thôi. Đây, đây là tang bạc. Nâu bò size 25 tang bạc. Con này là kaki tang vàng em có 25 rồi nên mua tang bạc cho màu khác. Kaki tang vàng em có 25 rồi. Ok ok chị. Mã này đang sale là 2650. 2650 đẹp cực. Kèm ngựa, kèm khăn, ổ khóa, chìa khóa. Đây, đẹp xuất sắc luôn. Nên hết cả màu rồi, còn hỏi có màu khác không, lấy đâu ra, bới đâu ra màu nữa các chị. Hồng, vàng, cam. 25 tăng vàng cho chị Tuấn Nghĩa. Size 25 tăng vàng 2.400.000 ạ. Con này 2.400.000 vẫn kèm khăn nha. Vẫn kèm khăn và ngựa cho các chị nha. Ok chưa ạ? Ok chưa ạ? Bao tiền B17 2.400.000 2400. Size 25 tăng vàng. Nâu bò size 25 tăng vàng. Được chưa ạ? Thích màu nào thì quất thôi. Các chị thích màu nào thì mình quất thôi. Em lên hết rồi đấy. Lên hết màu rồi đấy. 25 có kaki nữa. Đây, 25 có kaki nữa. Em đang dùng một con này luôn. Em Nhung đang dùng một chiếc luôn. Màu kaki các chị có thể quất full màu. Bởi vì HM dùng không bao giờ lỗi mốt. Nguyên ở trong tủ các chị có con HM thì các chị mặc cái gì các chị cũng phối được với HM luôn. Rất là dễ phối đồ và rất là dễ dùng luôn nha mọi người nhá. Siêu siêu đẹp luôn cho em. Em sẽ có size 25, Nhung sẽ có cũng 5 màu: đen, bò, kaki. Được chưa ạ? Được chưa mọi người? 2.400.000.
tang vàng đang sale đồng giá 2.4 triệu cho các chị, đẹp lắm, nguyên bản, siêu xuất sắc luôn, hàng đẹp luôn nha, xuất sắc luôn đấy mọi người. Tang vàng là 2.4 triệu, chơi pin kin phải chơi kaki, nâu bò với đen không bao giờ lỗi mốt chuẩn. Đấy là những cái tông màu người ta gọi là màu làm lên thương hiệu Hermès nha mọi người nhá, kaki, đen, nâu bò và cam. Cái màu cam là cái màu làm lên thương hiệu Hermès này, sau đó đến màu nâu bò, sau là đến màu kaki nha các chị, là những cái tông màu chị biết chơi đấy. Chị biết chơi đấy nè, đẹp chưa. Cam thì em chưa về, cam thì đang bị cháy hàng chưa về thêm, đẹp lắm. Nói chung phun màu mới đã. Kaki à, riêng bên Burnkin thì không một màu nào không đẹp cả, nên là tranh thủ ưng là quất thôi, ưng là quất thôi các chị ạ nhá. Tuấn Nghĩa trả lời tin nhắn chuyên khoản giúp em nha. Lên tiếp đi, lên tiếp nhá, lên tiếp nhá. Con này màu cũng đẹp này, con đây là con kaki sáng, kaki sáng còn cả một kaki đậm nữa. Sa 25 này sẽ có hai màu, màu kaki sáng và màu kaki đậm nhá mọi người nhá. Đây là sa 25, đây là màu đen này, đây là màu đen sa 25 này, tang vàng này, ok chưa ạ? Đen sa 25 tang vàng 2.4 triệu, đẹp xuất sắc luôn đấy, không mua hơi phí đấy mọi người ạ. Tuấn Nghĩa banh kinh cho em nha. Tiếp tục. Chanel vừa về B18. Ô, con này size nhỏ. B18 giúp em. Coco vàng vừa về xong, hàng mới tinh sơ linh luôn. Da au, da chuẩn, da VIP tác bạc nha mọi người nhá. Tầm này về toàn đúng ý các chị thôi. Màu đẹp lắm luôn. Da mềm thiu à. Ok cho mọi người. 10.800.000. 10.800.000. Săn sale cho các bác trong mai luôn. Sẽ còn là 2.850.000. Nhà khác đang phải bán tầm giá cho em ít nhất là 7.900.000 đến 8.500.000. Em bán 2.850.000 và chốt ở trên live. Trong livestream này các bác sẽ được giảm 600.000 trong live luôn nhá mọi người nhá. Là còn em sẽ giảm các chị mã này là còn 2.220.000. Giá tốt. 2.220.000 con Coco vàng này, bản VIP luôn cho em. Cái màu này phê không? Coco VIP nha. Ui cái màu này không làm được hàng rẻ. Các chị biết rồi đấy, cái hàng rẻ màu vàng của nó cực kinh. Cực kinh luôn, nó chỉ có màu nút thôi, nhìn màu nút hàng rẻ nó còn đỡ. Chứ còn cái màu vàng mà của hàng rẻ thì nó gớm lắm các chị ạ. Đây các chị có thể nhìn hàng này. Từ màu này, nó rất là hài hòa này, hòa nhã này, tang bạc này, rất là VIP này. Được chưa ạ? Da chuẩn là da au, bản VIP luôn. Da như au luôn. Nguyên tấm màn đẹp luôn cho em mã này. Được chưa ạ? Sa săn đều cho các chị còn 2.220.000 giá chốt trên live nhá. 2.220.000. Và lát sẽ lên dáng classic. Có hai màu, có cả kèm cả cốt chip cho các chị luôn. Hàng mới về thì em nhiều lắm các chị ạ. Con này là B18 nhá. Chấm like, thả tim tương tác đây nọ mọi người. Con này là B18 ạ. Em có ship đi Mỹ nha. B18 giúp em. Trời ơi nó giữ thần luôn, toàn hàng mới đẹp. Mới đẹp, đẹp xịn sò luôn đấy. Thích màu nào nữa nào. Em bóc một con Dior màu mới cho các chị xạo ngắm nhá. Bóc thẳng một con Dior màu mới cho các bác ngắm nhá. Thật sự nhá. LV nhỏ, con LV công sở size 25 nhỏ này cũng đẹp này. Chết rồi. À đây, HM màu cam hay là màu bò đây này. Size nhỏ này, đẹp lắm này. Nguyên màu đẹp luôn. Hồng lam từ hôm đấy bảo chọn con Burnkin, chưa thấy chọn được con nào à. Quất nhanh lên chị ạ. B19 một con màu mới, Dior bóng VIP vừa về xong. Dior bóng VIP em Nhung vừa về xong. Cho cái kéo đi nữa. Full 2 book Dior bóng VIP. Màu nó phê lắm các chị, nhìn xong các chị mê luôn đấy. Cái màu của nó rất là đẹp luôn ý. Đây cho các bác ngắm nha. Trời ơi các chị ơi,
kèm khăn bill ba liên rồi các thứ, rồi là sổ thẻ, rồi là thanh hóa đơn thanh toán các kiểu con đà điểu luôn cho em. VIP cực kỳ. Mã này đang sale nhá. Mã này đang sale. Kèm khăn lụa VIP của Dior. Mã này là 7.900.000. Đang được sale cho các chị săn sale giảm còn, đợi em một tí xíu đem nhân phát nào. Đang được săn sale cho các chị, xin phép lãi được đúng 80.000 thôi, đợi một tí xíu. Không có em lệch đi một giá là em lỗ sắp mặt luôn các chị. Chỉ cần lệch đi một giá thôi là lỗ sắp mặt luôn đấy, lệch khoảng độ 5-10 tệ thôi lỗ sắp mặt luôn rồi. Mã này sale còn 1.850.000 nhá. 1850 đấy là giá áp dụng trên live đấy. Kết thúc live mua 2.1 triệu giúp em nha mọi người ơi. Kết thúc live mua giùm em với giá 2.1 triệu. Bên trong lót này. Ôi dồi ôi. Lót siêu phẩm luôn. À chồng xe cho chị Bảo Liên chị ý vào. Đấy dạo này không xem được live mấy, tại vì chị bảo chị không thấy live stream. Bảo Liên khách VIP ấy, hôm nay vừa chuyển khoản con. À nhớ hôm nay chị vừa chuyển khoản con HM Hồng size 30 nhá. Lên đơn chưa? À ừ size 25 nhá. HM Hồng 2.650 đấy. Bên trong lót này. Chiều nay chị đi lên VIP lắm luôn. Đây đẹp xuất sắc. Chiều nay nhiều khách chuyển khoản lắm. Chị thấy mấy người liền 1690 với 1880 với cả các thứ chị thấy cộng tiền. Con này em sale là còn 1850 nhá. Ôi màu đẹp thế. Full màu VIP lót như âu luôn. Hàng đẹp xịn xò luôn các chị ơi. Đây là dây này. Hai dây của nó bên trong này. Này nhìn nó khác hẳn nhỉ. Này. Nhìn nó khác hẳn hàng bóng. Hàng bóng super nhỉ. Cái con màu nó đỉnh luôn đó. Đây. Đây các chị làm xúc bơ này. Và đây là một con bàn VIP này. Trời ơi, cái màu nó khác luôn đấy. Dã man. Đó, nên đừng bảo là kể cả đắt hay rẻ nó cũng như nhau thôi nhá, đừng nói câu đấy nhá. Chẳng qua là mình chưa có tiền hoặc là mình chưa có điều kiện mua hàng đắt thôi. Còn HM Hồng đội em tí, ra lấy cho con nào. HM Hồng size 25 với size 30. Size 30 đây rồi, lấy cho con size 25 đi. Trong này có rồi à? Oh. Nhìn cái hộp ấy, cái bọc bọc của nó là biết ngay. Cái bọc của nó dễ phân biệt. Cái bọc ấy. Bọc của nó màu nguyên siêu. Cứ bình tĩnh. Đấy, chắc là do chồng bật nhạc nó bị đúng không? Đúng không? Nó bị quét nhạc. Rồi. Này, nhìn con Hermès này. Ai nhớ hôm qua chị vừa bóc con này xong mà. Đúng không? Được. Con size 25 này đẹp lắm nha. Bóc cho chị ý xem à. Ừ, chị nhắn tin mà. Chị gửi cả ảnh mà. Chị gửi cả ảnh trong inbox rồi mà. Ảnh còn dễ nhìn hơn. Trên like. Con này là 2650. HM Hồng size 25 nhá. Đẹp lắm luôn. Con này là 2.650. 10.600.000 đang giảm trên like cho các chị còn 2650. Hả? Ừ nhớ lên đơn phối không đồng. Nè. Xuất sắc luôn, kèm khăn VIP nha. Khăn VIP của Hermès nha, màu khăn riêng nha. Ngựa cam nha các chị ơi. Kèm ngựa cam. Và nhớ hàng VIP của Hermès lúc nào ổ khóa cũng là như thế này giúp em. Được cho các chị một con hàng đẹp luôn đấy. Ngựa, ổ khóa, khăn, ổ khóa, test ra, chìa khóa, các thứ. Ở bên trong hết trong này giúp em nha mọi người. Đó các chị mở ra là các chị sẽ thấy. Size 25 đẹp lắm. Con này 2650 màu hồng. Em vừa mới về hai màu hồng và vàng xong. Đẹp lắm, xinh cực kỳ luôn. Đó, trời ơi. Đẹp xuất sắc luôn. Ok chưa ạ? 2650. 2650. Được chưa các chị mượn cái điện thoại iPhone 7 này nè. 2650 nha. 2650. Nha mọi người ơi. Ok chưa ạ? Ơ cái con điên này. Thật sự em không muốn chửi nhau ở trên live stream đâu. Em không muốn chửi nhau trên live stream đâu. Thật sự đấy.
hiểu. Ngáo chó này. Cầm lấy điện thoại cho chị. Con này nó bị điên mẹ nặng rồi. Đây là 2650. 2650 giúp em. Dập ra ấp ấp ương. Ấp ra ấp ương. Mẹ đầu giờ sáng các thứ. Thôi thôi thôi, đều muốn nói chuyện. Mấy con dở người không muốn nói chuyện. Thật. Được chưa ạ? Nào, tiếp. Tiếp. Ấy vào. Ấy vào, không có đăng like nó cứ hiện lên trên like xong mà. Livestream được. Em lên đơn gửi lại chưa? Lên đơn gửi lại cho con Hoan về chưa? Lên đơn gửi lại chưa? Chưa nhận được hàng Hoan về. Nhận hàng Hoan về đâu mà. Nào, tiếp. Các chị ơi, thích lên cái gì bảo em nào. Ôi, tao nói. Lên tặng các chị một mã này đi. Giá vừa vừa tiền cho mọi người mua nhá. Giá vừa vừa tiền cho các chị mua nha. Một con Chanel Classic. Hello chị Bảo Châu Nguyễn. Lên một con Chanel Classic nha. Ok chưa ạ? Sao không comment vào đây đi. Khổ tâm. Comment vào đây đi. Comment vào đây đi. Cãi nhau trận, nói nhau trận cái mẹ thằng đàn ông mặc váy kia. Mã này. Mã này kỷ niệm. Ok chưa ạ? Mai mày chặn được nick này chặn. Em nói thật, em chặn Facebook để làm cái gì không biết nữa. Thật sự mọi người ơi. Eo ơi, thề luôn đấy. Không biết nói gì hơn đâu, comment vào đây này. Comment vào đây này, trả lời luôn. Cho đỡ phải nhắn tin mất thời gian. Được chưa ạ? Comment luôn vào đây này. Cho đỡ phải nhắn tin mất thời gian cái thằng đàn ông mặc váy. Nhá. Thật sự đấy. Nó to quá. 320.000 nó to quá luôn. Được chưa ạ? Khổ tâm. Nick Facebook mẹ xem sách với cả xem ấy. Đéo trả lời được tin nhắn xong bảo người ta chặn. Cáu không chịu được. Nhiều chị á. Thật sự mọi người. Xem toàn xem vớ vẩn xong rồi nick Facebook có vấn đề. Không trả lời được tin nhắn ở trong Messenger của em vẫn trả lời được bình thường. Em vẫn nhắn tin bình thường mà người ta không trả lời được em. Thì em không hiểu là Facebook của người ta bị làm sao. Xong bây giờ quay ra lại bảo là em chặn. Em chặn để làm cái gì à mọi người, cái quái gì. Được chưa ạ? 3 triệu còn chả chưa thèm chặn. Đừng nói là 200.000 với 300.000 nhá. Xong comment vào đây đàn ông mặc váy. Đăng lên đi. Tất cả các hội nhóm đăng lên cho khách người ta vào người ta comment. Nhá. Được chưa? Chuyển cái gì? Phạm Quốc Tú vừa nhắn tin kìa, comment luôn vào đây này. Nhắn tin cái gì cho là mình sẽ mất thời gian. Người ta đang live stream người ta trả lời kiểu gì? Người khác trả lời thôi. Không phải tôi trả lời đâu. Comment luôn vào like này. Comment luôn vào like thì còn được nói chuyện với cả chủ ấy này. Nhá. Comment luôn vào like đi, nói chuyện với cả chủ ấy này. Việc gì phải nhắn tin nói chuyện với nhân viên làm gì? Nói chuyện với nhân viên đôi co làm gì? Comment luôn vào đây nói chuyện với chủ ấy này. Nhá. Tất cả các trang hội nhóm cứ đăng hết lên. Nha. Được chưa ạ? Nick Facebook xem sách với cả xem vớ va vớ vẩn. Xem vớ va vẩn không trả lời tin nhắn shop người ta thì lại bảo quay ra người ta bảo người ta chặn. Trong khi người ta vẫn đang nhắn tin cho mình bình thường. B8 màu vàng nút đẹp quá. Chịu không nổi phải chốt nữa. Người ta đang mua một con túi vài 3 triệu đây. Bà Thu Thảo bái mua một con túi vài 3 triệu đây. Kia là nhận hàng. Nhưng mà bị nhân viên nhà em gửi nhầm mã V sang mã XV hôm trước. Hôm sau bà đặt con Dior đen xét đôi 329.000. Gửi nhầm sang là con túi Gucci. Gucci Hà Hồ 315.000. Thì là con túi nó cũng xem nhau thôi. Nhưng nói chung ở đây là lỗi. Hoặc là ví dụ như là hàng gửi nhầm thì phải gửi trả đúng không ạ? Ok. Nhà em đồng ý cho gửi trả cho cả số điện thoại địa chỉ để gửi lại hàng rồi. Nhà em đã nhận được lại hàng đâu. Nhà em đã nhận được lại hàng đâu mà cứ ngoảnh mồm lên, ngoảnh mỏ lên buổi sáng 9 giờ sáng. Các chị ạ, 9 giờ sáng em còn chưa được ngủ. Sáng hôm qua 9 giờ sáng nhắn tin. 9 hay là 10 giờ sáng nhắn tin, ngoảnh mỏ lên rồi là nói chuyện kiểu như là cộc lốc. Không có một cái gì là muốn đổi trả hay là nói chuyện với shop đàng hoàng đổi trả đâu. Nhưng mà bên em vẫn ok thôi. Bên em vẫn ok thôi, em cũng không gọi là em chả phải đôi co với khách để làm cái gì mà em chả phải chấp nhận với khách làm gì. Nhưng cái vấn đề ở đây, được chưa ạ? Cho địa chỉ để gửi lại hàng rồi. Có địa chỉ của shop để gửi lại hàng rồi thì làm sao mà lừa các bác được. Đúng không ạ? Lừa để làm cái quái gì hả mọi người? Được chưa các chị? 200-300 nghìn nó lấy được gọi là danh dự của em không? Vô duyên vậy. Thật sự luôn.
thì phải đợi người ta nhận hàng về người ta trả lại mình hàng chứ, đúng không ạ? Đúng mọi người, em nhận được hàng lỗi hoặc là em nhận được cái hàng nhầm của nhà em về, xong em sẽ gửi trả các chị hàng đúng, hàng chuẩn, đúng không mọi người ơi? Đấy là cái điều đương nhiên đúng không ạ? Và cái quy tắc đổi trả đúng không mọi người? Nhưng đây chưa nhận được hàng, em chưa nhận được hàng về, vừa mới cho địa chỉ của chiều nay thì tối nay không trả lời được tin nhắn em thì lại bảo em chặn. Bây giờ Facebook mẹ thật sự mọi người đầy người nhá. Đầy người, người ta inbox, à, người ta comment ở trên like thì em còn không nhắn tin được cơ. Không nhắn tin được để chốt đơn cơ. Đây là lý do vì sao. Và nhiều người ta còn chuyển khoản rồi xong em còn không trả lời được tin nhắn em. Đấy là con không biết lý do làm sao, Facebook nó bị làm sao này. Đưa cho mọi người, chưa gì đã ngoảnh mỏ lên bảo là lừa đảo với cả lừa nọ lừa trai. Chắc ăn ở thất đức quá hay sao, suốt ngày nghĩ người ta lừa. Được chưa ạ? Lòng bụng ta suy bụng người. Khách hàng người ta mua cả vài chục triệu, người ta chẳng sợ lừa thì thôi. Ngoảnh mỏ lên cả lẫn cả con vợ lẫn thằng chồng. Chồng đâu chắc là được chưa các chị? Mẹ nếu như mà thằng chồng thật thì đúng là thằng đàn ông mặc váy. Nếu như thằng chồng thì khổ cả đời. Chồng thật đấy, anh sáng nhìn thấy tay nó chụp đẹp này. Này. Lấy được thằng chồng thì... Thằng chồng lấy được thằng chồng quá khổ luôn nhá. Mày có thích vẫn nhắn tin không? Comment ở trên like đi. Bảo em bảo em bảo vào nhắn à, vào comment ở trên like đi. Nhắn tin ở trong này làm gì? Em chỉ là nhân viên thôi. Anh vào comment ở trong like ấy, chị đang live trực tiếp đấy. Thôi. Bảo chị đang live trực tiếp đấy. Vào đấy mà comment, thằng đàn ông mặc váy. Khổ tâm. Nghe cái giọng, chất giọng là biết đàn ông rồi còn gì nữa. Có số lại địa chỉ đấy ạ. À. Vào tận nơi đây này, số điện thoại địa chỉ có đầy đủ đấy. Vào tận nơi đi, việc gì? Được chưa ạ? Địa chỉ thật đấy, số điện thoại thật đấy, không ảo đâu nhá. Địa chỉ số điện thoại thật đấy, nếu như mà ảo, nếu như mà sợ ảo ấy thì vào đến đây, nếu như không thấy thật ý, nếu như không thấy tôi phải ngồi ở đây ấy thì lúc đấy thì hãng ngoảnh mỏ lên nhá. Được chưa ạ? Khổ tâm. Ê, ngồi đây đợi này, vào xem live đi. Xong rồi comment ở trong live ấy, việc gì phải ngồi đấy đôi co với nhân viên làm cái gì? Nhân viên nó biết cái gì đâu. Nhá. Làm ăn làm sao mà để cái gì đâu đây, chị xem đi nhắn cái này mà bày. Mình có người à, nhà em nhà tin vẫn rất đoàng hoàng tử tế, được chưa ạ? Mày lựa xử lý cho khách hàng cái đến gì đây? Anh ơi, ngồi đây nhắn tin với nhân viên làm cái gì? Anh vào trong live stream, đang live stream trực tiếp đây này. Vào live stream trực tiếp nói chuyện với em nhá. Ngồi đây nói chuyện với nhân viên đôi co với nhân viên làm cái gì? Thấy em đang live stream trực tiếp thì vào đấy mà comment, việc gì phải vào đây nhắn tin đôi co với nhân viên làm gì? Em lừa làm gì của nhà anh cái 300.000 to quá hả anh? Em không lừa miếng cơm manh áo và cái bỉm cái sữa của con nhà anh đâu anh ạ. À. Nhá. Còn nếu em lừa của anh 300.000 em ăn tức cho con nhà anh. Được chưa? Cháo trợn cái gì? Ê, người ta vẫn nhắn tin được cho mình đoàng hoàng kia. Nick Facebook mẹ xem sách cả mà không trả lời được tin nhắn. Khổ tâm. Không nhìn người ta vẫn nhắn tin cho đoàng hoàng tử tế kia à? Khổ lắm cơ. Cho địa chỉ đoàng hoàng tử tế, địa chỉ thật, số điện thoại thật kia. Gửi lại hàng đi thì người ta trả lại hàng của mình. Có ăn có học, nói chuyện cho đoàng hoàng tử tế. Ngồi cứ ngồi đôi co với cả nhân viên. Đàn ông mình xứng đáng làm đàn ông, chứ đừng mẹ đặt con đàn bà mặc váy nhá. Còn để cho nhân viên nó còn đang phụ like, chứ nó không có thời gian nó ngồi trả lời cái từng cái tin nhắn một đâu, mà cứ nhắn tin vớ va vớ vẩn. Đúng rồi, gieo nhân nào gặp quả đấy, em vẫn đang gặp quả đây, anh em vẫn đang bán hàng bình thường đây. Lên trên like mà comment về gì phải ở đây đôi co với nhân viên làm cái gì. Đàn ông gì mà suốt ngày đi nói. Chanel đó chị về mấy màu. Đây con màu đen này đang sale cho các chị 415.000. 415.000, 415, nói chuyện cho đoàng hoàng tử tế, đúng không? Shop người ta vẫn đang hỗ trợ đổi trả hàng đoàng hoàng tử tế, địa chỉ cho, số điện thoại cho đầy đủ. Có phải là không cho đâu, đúng không mọi người? Địa chỉ, số điện thoại em đầy đủ, em cho đây, em nói sai các chị đâu.
số điện thoại, đầy đủ địa chỉ. Vâng ạ, quê mùa nhưng em xin phép nhá. 300.000 em nói thật, em nói thật với anh là em ăn của anh 300.000 ấy thì em ăn cứt cho con nhà anh, được chưa? Anh ạ, à, thằng đàn ông mặc váy. Này là ai chặn ai? Mặc cái váy vào xong rồi lên livestream mà nói chuyện với tôi nhá. Đây mọi người. Đây có phải là người kia chặn em không? Chứ em chặn người ta gì? Đây là em chặn người ta hả các chị? Khổ lắm cơ. Đây, số điện thoại đầy đủ, địa chỉ em cho đây. Chị gửi lại hàng bên shop cho mình. Giờ địa chỉ cho đầy đủ đây. Vậy còn mẫu nào không cho địa chỉ trên này? Biết không? Cho địa chỉ xong hôm sau cũng ăn. Chị đi cho xem. Đấy, được chưa các chị? Địa chỉ em không công khai trên này. Không có nhiều lúc là nó, nhiều cái nó nhạy cảm nhá mọi người nhá. Nhiều cái nó nhạy cảm. Đây, cho số điện thoại, địa chỉ đầy đủ đây. Sao em bảo là xong ngoảnh mồm, con vợ nó đã ngoảnh mồm lên từ sáng rồi nha các chị nhá. Con vợ nó đã ngoảnh mồm lên từ sáng rồi là thế mày thế nọ, thế mày thế kia rồi. Được chưa các chị, đây nhà em còn gửi lại hàng rồi đây. Đây một mục xác nhận đơn hàng rồi đây. Nhưng hàng đã gửi lại chưa? Hàng còn chưa nhận được lại về. Hàng còn chưa nhận lại về, nhà em đã lên bill, nhà em còn chuẩn bị gửi trả hàng rồi đây này. Nhá. Còn cái thằng đàn ông mặc váy kia vào đây mà comment. Được chưa ạ, không có thời gian ngồi trả lời từng cái tin nhắn một đâu. Mệt mỏi. Mệt mỏi, 300.000 nó to dã man. Shop người ta đầy đồng ý đổi trả đầy đủ rồi. Có phải là shop người ta bắt mình nhận con hàng nó nhầm đâu, hay là bắt nhận hàng lỗi đâu. Đúng không ạ, con hàng đấy không hề lỗi, mà con đấy là hàng nhầm, nhân viên đóng nhầm. Ok, nhà em sai, nhà em chịu trách nhiệm, nhà em đổi trả. Không mất phí, không bắt mất phí. Nhưng cái vấn đề đây là phải đợi hàng em phải nhận được về thì em mới trả các chị được hàng đúng, chuẩn, đúng không ạ? Đúng không mọi người? Cái gì nó phải chuẩn. Mẹ chưa gì đã ngoảnh mỏ lên. Đây, đây là nhà em chặn hàng, nó chặn em mà mọi người. Đây, các chị nhìn không? Nhung thử bấm vào lựa chọn khác xem có bị vào tin nhắn lưu trữ đây rồi em tí. Em không bấm vào lựa chọn khác rồi. Nó không ra mọi người ạ, à. Nó chỉ bấm vào ẩn đoạn chat với cả xóa thôi đây. Em bấm vào cái lựa chọn khác thì nó hiện lên là ẩn đoạn chat với cả xóa thôi. Người nhận hiện không cái gì đây? Người nhận hiện không liên lạc được với người nhận này trên Messenger, lựa chọn khác. Đây, em không hề chặn nha, mà còn em còn không trả lời được tin nhắn đấy các chị. Được chưa ạ? Đây. Mọi người nhìn xem. Đúng không ạ? Và nếu em chặn thì nó sẽ phải có chữ bỏ chặn ở đây chứ. Đúng mọi người. Nó phải có chữ bỏ chặn ở đây để nhà em bỏ chặn chứ. Dạo này đen, tháng này đen kinh khủng, nên là ngày nào cũng phải đi xả giải vía nhá mọi người nhá. Vậy là bên đó cho tin nhắn và lưu trữ hoặc chặn Messenger. Đấy, chặn bên em rồi thì bên em trả lời kiểu gì nữa mà thằng chồng nó vào nó nhắn tin này. Các chị. Này, xong lại nhắn tiếp này. Tao nói để chúng mày làm thế nào, chúng mày đừng để tao cho chúng mày khỏi bán hàng trên clip luôn, bằng chứng tao có đầy đủ đấy. Vâng ạ, xin mời anh ạ. Chắc sợ quá. Đưa đây xem nào. Còn ý, bán hàng tử tế, làm ăn minh bạch ý, thì cuộc đời chả sợ thằng đéo thằng nào hết anh ạ. Nhá. Được chưa anh? Làm ăn minh bạch, làm ăn đoàng hoàng tử tế, hàng gửi sai cho khách đổi trả đồng hoàng, trả việc đéo gì phải là chúng mày làm thế nào cả anh. Được chưa ạ? Mình hãy là một người đàn ông chứ mình đừng làm con đàn bà mặc váy nha anh. Ừ, không rảnh hơn, nhưng mà từ nãy đến giờ em thấy anh rất là rảnh đấy ạ. Thế là người ta chặn mình đấy. Thế mà ngoảnh mổ lên bảo em chặn người ta. Thế mà nó ngoảnh mổ lên bảo em chặn nó. Nó ngoảnh mổ lên bảo em chặn nó mọi người ạ. Đây. Nó ngoảnh mổ lên bảo em chặn nó. Nhìn mặt rõ xinh mà làm ăn thất đức thế này, mày có vào giải quyết đơn hàng của Tú Phương nhanh còn kịp không? Mày không bỏ chặn tao, tao giải quyết cái kiểu gì nào? Tin nhắn đầy đủ, địa chỉ cho rõ ràng rồi nào. Thế bây giờ không gửi lại hàng thì người ta đổi trả kiểu gì nào? Được chưa ạ? Không thì chúng mày nói nhẹ không nghe, tao cho chúng mày biết thế nào là ăn quỵt tiền của khách. Chúng mày thích nổi tên Facebook thì tao cho chúng mày nổi luôn. Vâng ạ, xin phép, đang muốn nổi lắm rồi nhá. Nhưng mà không làm nào để nổi cả, bởi vì có lừa tiền khách mà được nổi. Tầm này mà lừa khách là được nổi ngay này. Được chưa ạ?
Nhà em trả lời là dạ vâng, chào anh. Anh cho em hỏi thế nào là ăn quỵt tiền? Bên em gửi sai hàng cho khách, bên em đổ trả đàng hoàng, thế nào là ăn quỵt? Trừ khi không gửi hàng, đúng không ạ? Trừ khi không gửi hàng hoặc mua hàng, gửi hàng rách, hàng lỗi, hàng đểu, không đúng hàng đặt, thì người ta mới gọi là ăn quỵt tiền nhá. Còn ấy, con người mà phải biết suy nghĩ, phải là con vật đâu, đúng không ạ? Đơn kia mà về không đúng đừng có trách tao. Vâng ạ, à, em sợ anh quá ạ. Khổ tâm tôi. Em chỉ giải quyết đoàn hoàng với những con người đoàn hoàng. Em vẫn nhận rất nhắn tin đoàn hoàng với người vợ luôn. Vẫn rất nhắn tin đoàn hoàng với người vợ luôn. Các chị nghe tin nhắn là các chị biết rồi. Kể cả từ nhân viên, em bảo là kể cả mình khách có sai, kể cả khách có sai, nhưng vẫn phải trả lời khách đoàn hoàng tử tế đấy. Con vợ ngoảnh mổ lên, em vẫn trả lời rất là tử tế. Và nhân viên nhà em trả lời đổ trả rất là tử tế. Nhưng một khi đã nhắn tin bảo là mày đéo đổi cho nữa chị ạ, em không muốn to chuyện. Hàng sai em bắt buộc phải đổi nha các chị nhá. Lấy phải thằng chồng như này kiểu gì mẹ về ăn đập 3 ngày. Ok chưa ạ? Ngày 3 trận đập, thật sự. Em nói thật, lấy phải thằng chồng này ngày 3 trận đập, ngày 3 trận ăn đập thôi nhá. Tin nhắn này. Ờ, tao muốn đéo muốn đôi co mà nó nhắn từ nãy giờ mà nó nhắn còn hơn cả mẹ. Được chưa các chị? Đây. Khổ tâm tôi lắm cơ. Khách bảo không đổ cho nữa không? Cái gì phải chuẩn? Hàng lỗi, hàng sai là em phải đổ trả đàng hoàng. Nhưng mà đây mọi người nhìn đây. Tin nhắn đây, nhà em nhắn tin rất là đàng hoàng tử tế này. Nhà em nhắn tin rất đàng hoàng tử tế luôn nha các chị nhá. Không bao giờ có vấn đề là chửi khách cái như nào, nhưng mà nói chuyện mẹ quá đáng quá mọi người ạ. Nói chuyện quá đáng quá. 300 nghìn mà nó to như là 3 tỷ vậy. Nha các chị. 300 nghìn mà nó to như là 3 tỷ vậy các chị ạ. Đây, nó bảo là lừa đảo trắng trợn, ăn nói cháo trợn nào. Thì mọi người thử nhìn cái tin nhắn xem là ăn nói cháo trợn ở đâu nào. Nào, tin nhắn ăn nói cháo trợn ở đâu nào, địa chỉ cho rõ ràng nào. Địa chỉ, số điện thoại cho rõ ràng để đổi trả nào. Ăn nói cháo trợn ở đâu nữa nào? Hà mọi người. Được chưa các chị? Lang thang Facebook vào một đêm, gặp em nhung chốt 2 ngày 10 cái túi đấy. Các chị nhìn không? Và em trả lời rất là đàng hoàng nhá. Nhân viên từ lúc nãy nhân viên vẫn trả lời rất là đàng hoàng. Anh xem lại đi nhé, bên em nói đang không nhắn tin cho, còn 329 của anh to quá, bên em nhận được hàng đổ trả cho anh đàng hoàng tử tế. Nhắn tin như thế rồi còn thế nào nữa, còn cứ nói chuyện như thế này ấy. Em nói thật, chắc phải ăn ở như nào mới bị nhầm hàng nhá. Còn tất cả khách ấy, người ta ấy mua hàng người ta rất là hiếm khi bị nhầm, còn chắc là ăn ở như nào mới bị nhầm hàng. Nha mọi người nha. Còn nếu như bên em nhầm hàng, bên em sẽ đổ trả đàng hoàng tử tế nha các chị ơi. Đây, tin nhắn này là do, đây là do nó chặn em hay là em chặn nó mọi người? Đây mọi người ơi, không thể nào mà trả lời được nha các chị. Đây, đáng lẽ nó phải hiện lên là bỏ chặn đúng không mọi người? Nó phải hiện lên ở đây là bỏ chặn đúng không ạ? Đúng không mọi người? Nhưng đây của em này vẫn y nguyên này. Được cho các chị, nó không hề có một chữ bỏ chặn nào luôn, bởi vì em không hề chặn ạ. Em không hề chặn các chị nhá. Đó, tin nhắn em gửi chốt đơn đàng hoàng tử tế, nhân viên có nhầm, có sai, có lỗi, ok, bên em đổi trả đàng hoàng nha mọi người. Tin nhắn này, mọi người có thể nhìn cái tin nhắn. Chị bảo sai phát đổi luôn. Sai phát nhé, em trả lời luôn. Trả lời đổi hàng luôn. Chị gửi hàng bên shop đổi lại cho mình nhé. Ok chưa ạ? Đấy là người ta chặn mình em ạ. Đây. Khi mà hỏi hàng thì em trả lời rất đàng hoàng, không bao giờ để cho khách phải thế nọ thế trai luôn nha mọi người. Còn ý, mình nhắn tin phải đàng hoàng tử tế như nào, phải đợi hàng, phải đợi hàng trả về, người ta nhận được hàng về người ta sẽ trả mình hàng hoàn, đúng không ạ? Tháng này quá xui luôn các chị, siêu xui luôn. Khách người ta mua hàng này, người ta mua biết bao nhiêu tiền hàng, người ta mua biết bao nhiêu tiền hàng, có bao giờ người ta lăn tăn cái gì không? Chưa bao giờ người ta lăn tăn một cái vấn đề gì luôn này. Khách người ta mua này, mỗi lần này mua hàng này không bao giờ lăn tăn một cái gì, biết bao nhiêu lần rồi các chị. Đó, văn minh lịch sự lên một tí, mua hàng nha các chị ơi. Văn minh một tí lên một tí, lịch sự lên một tí, chứ còn đó đừng bảo là không chấp. Trừ khi là trẻ con thì mới không chấp, còn đây là mình lớn rồi nhá. Thôi ngoan nào để người ta bán hàng. Mã này sale 399 tặng các chị luôn. Lên cho em mã này sale là bao nhiêu rồi em nhỉ? Bao nhiêu rồi đấy? Mã bao nhiêu rồi các chị nhỉ? B20 ạ. Lên cho em mã B20. 399.000.
B20 tặng các chị, ba chị chị. Thế nên cái vía nó nặng từ đầu tháng đến bây giờ, nên em mới phải giải vía đấy mọi người. Em mới phải giải vía đấy ạ. 399.000 cho mọi người nhá. 399 giúp em, mã này sẽ là mã B20. 399.000, con này là size 22.5, bản size VIP đấy. B20 chị bảo cho ông Nguyễn ạ. Đấy mọi người thấy em giải quyết như thế là quá là hợp lý rồi đúng không ạ? Thỏa đáng, hợp lý. Cho số điện thoại địa chỉ đầy đủ để gửi lại trả hàng, chứ có phải là không thèm trả lời hay là nhắn tin chặn luôn, không thèm trả lời đâu mà rõ người ta chặn em. Bây giờ người ta chặn em biết trả lời như nào nữa nào? Đúng mọi người. Cái gì nó phải chuẩn. Đỗ Linh Kiều có đơn B20 399.000 nhá. Ok cho mọi người ơi. Bình thường là Classic ấy nó chỉ có size 25, bình thường là rất nhiều. Size 25 cũng rất là nhiều đúng không mọi người? Nhưng mà cái size 22.5 này là một cái size rất là hiếm. Không về được mấy, thi thoảng mới về có hàng thôi. Thi thoảng mới có hàng thôi, size 22.5 23 đấy. Đẹp lắm, full box Maybelline hải quan đầy đủ. Con này 399.000 em tặng B20. B20 tặng các chị 399.000. À các chị vừa hỏi con này đúng không? B21 đúng không? B21 1.150.000. Hôm nay giảm sale cho các chị luôn 450.000 cho hết hàng. 450 chị tưởng Dior bóng này cũng về nhiều nhiều màu phết mà nhỉ. Sao để còn mỗi màu trắng nhỉ? Dior bóng này chị thấy mua đây, để cả màu đỏ, màu đen gì đó. Mã này là B21 cho em 450.000. Super VIP. Em sale 450. Chắc rất là đẹp nha mọi người ơi. B21 450.000 ạ. B21 450 cho em. Đẹp lắm. Có 2 giây. B21 450.000. Dior bóng trắng nha mọi người nha. Con này size 3 ô, size đáy size 18. Đáy size 18 nha các chị ơi. Đẹp lắm. Đẹp chưa ạ? B20 mốt 450.000. Con này màu nào cũng đẹp, mua 3 con rồi đẹp xỉu. Cảm ơn anh Thư Đặng. Bà nào đã mua hàng rồi là biết. Lỗi một cái là em đổi, có bao giờ bắt các chị nhận hàng lỗi hay là hàng nhầm đâu, đúng không ạ? Khổ lắm, nhưng mà cái gì cũng phải bình tõm, cái gì cũng sồn sồn lên thì làm sao mà người ta giải quyết được. Bà người ta giải quyết như thế rồi, còn bà người ta không giải quyết nữa thì chịu. B21 450.000 nha các chị ơi. Ôi chị mới vào không biết đã qua mã Trà Nêu Chuông và Coco Ngọc Trai chưa em? Coco Ngọc Trai à? Coco Ngọc Trai là cái gì nhỉ? Trà Nêu Chuông mã nào nhỉ chị nhỉ? Trà Nêu Chuông VIP vừa mới về đấy á. À lên luôn Trà Nêu Chuông VIP vừa về nhá. Lên luôn cho các chị Trà Nêu Chuông VIP vừa về nhá. Trà Nêu Chuông VIP em lên cho các chị một màu, màu đẹp này luôn nha. Màu xanh, màu hồng, màu trắng, đẹp lắm. Xanh, hồng, trắng. Dior trắng là 450.000. Mọi người trả lời tin nhắn chuyên khoản nha. Mã này sẽ là mã B22. 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 Đó, thế chị thấy cái vía nó kinh khủng từ mùng 2 đầu tháng không? Giang tạ. Chết thôi. Đây bao nhiêu rồi nhỉ? B22 dùm em. Tặng luôn. Kỷ niệm luôn, sale luôn, nhấp nách cho các chị mã này luôn. Đẹp chấm hết luôn, mọi người có thể mua thêm nha. Con này màu này xinh cực luôn ấy. Con màu này xinh cực luôn. Hàng vừa về với cả C19 màu đen tăng bạc, C19 màu trắng tăng bạc em cũng vừa về rồi. Cho các chị săn mướt mát luôn. B22 nhá. Dior trắng vừa nãy là 450.000. B22 tặng các chị luôn. Kéo đâu nhỉ? Đợi em xíu xíu. Mai nhớ lên sớm, chị Nhi còn like sớm lắm. B20 bây giờ mấy giờ rồi? Cảm ơn, bây giờ mấy giờ rồi? 1 giờ à? Đến khoảng độ 1 rưỡi về nhá. 1 rưỡi về. Kệ, nếu như chị có like thì chị cứ ngồi chị like thôi. Em sáng rồi. Chị cũng like hàng đắt thôi rồi. B22 tặng các chị một con Chanel. Màu đẹp chưa? Màu ngọc trai các chị ơi. Con này đang sale tặng cho các chị là 1880 ạ. 1880 nha mọi người ơi. 1880. Xinh lắm. Xinh xỉu luôn. 1880. 1880 dùm em. Đẹp xuất sắc. Nhớ để ý xem là nhận hàng về một cái nhá. Nhận con Gucci.
về một cái đi, gửi trà nó nhá. Mã này em sale là 1880 thơm lắm. Thơm đã mà luôn, từ form, từ chất, từ hàng này. Full này, cái màu này, màu rất là VIP. Con này sẽ có màu xanh ngọc trai, màu trắng ngọc trai và màu hồng ngọc trai này. Đẹp xuất sắc luôn các chị ạ. Đẹp xuất sắc luôn đó. Trời ơi, VIP lắm nha. Chanel chuông full đá bản VIP đấy mọi người ạ. Con này 1.880.000. Ok chưa ạ? Chuông ngọc trai, bản đẹp luôn. Có màu hồng, màu trắng và màu xanh, ba màu. Cái mã này hôm qua em bán màu trắng cũng rất là nhiều rồi. Màu trắng hôm qua em bán rất là nhiều rồi. Ưng lắm, khách ưng lắm. Các chị có ưng thì mọi người mua luôn. Lên mã là D22 cho, à B22 cho em. B22 1880 nha. Xinh lắm nha. Mẫu mới tinh đấy, xịn sò, nhức nách đấy. 1880 cho em. Xinh xỉu luôn. Các chị ngắm form, ngắm chất, ngắm hàng. 1880. 1880 nha. Trời ơi đẹp lắm nha. Xuất sắc luôn, từ form, từ chất, từ hàng. Bao đỉnh luôn cho em. B22. B23 này. B23, em sẽ lên từng mẫu một các chị nha. Con này còn Dior. Không biết Dior màu gì. À, này có con set Dior ấy. Set Dior đen đen ấy. Bê vào đi cho. Set 3. Dior Lady set đi. Có vào đây, có ở trong này chưa nhỉ? Không để em soạn ở trong, em soạn đã soạn bên ngoài này chưa? Con này Dior xanh. Nhiều lắm. Nên về nhiều, đợt này về nhiều dã man Dior luôn. Về nhiều dã man Dior cho các chị luôn. C19 màu hồng này, size 25 này. C19 màu hồng size 25. C19 màu trắng tang bạc cũng vừa về luôn. Con này là HM nha. HM bò, có cam, có xanh. Em vừa về xong. Có bò, cam, và xanh. Con này đẹp lắm. Con này sale cho các chị luôn. Ok chưa ạ? 8.900.000 sale cho các bác còn 2150. HM bán 2150. Tặng luôn. HM bán tặng kỷ niệm các chị 2150. Có ngựa này mọi người ơi, khăn xanh Hermès. Đầy đủ, nói chung là không thiếu cái gì hết mọi người ạ, đẹp lắm. Da nguyên bản của Hermès mềm thiều luôn cho em. Màu xanh nhá, size dáng cao của Kelly, hàng mềm. Da mềm size 21, đẹp lắm luôn ấy. Size 21 của Kelly, màu xanh VIP luôn á mọi người ơi. Đẹp xuất sắc, con này là 2150 nha. 2150 màu xanh đẹp đó, chắc là còn là con này. Em săn được có 2-3 cái thôi. Em săn được có 2-3 chiếc thôi. Ổ khóa chìa khóa rồi là dây đeo chéo ở trong này. Ok chưa ạ? Ngựa khăn đầy đủ, da mềm thiều luôn, bàn đẹp luôn ấy. HM xanh 2150. HM xanh VIP 2150. C19 màu trắng tang bạc. Lên cho các bác luôn, chấm like thả tim mọi người ơi. C19 màu trắng tang bạc này. Tặng các bác luôn này. C19 màu trắng tang bạc nha mọi người. Xinh yêu luôn. Đẹp chấm hết hàng vừa về. Phong chất nó dã man luôn ấy. Bóc thì bóc thôi. Mà xem được like lại thì mọi người sẽ chốt sau ấy. Mà chốt trong like thì giá sẽ được tốt nha các chị nhá. Nhưng mà khách lại cứ không xem được like muộn. Nên là hầu hết là những chị mà ví dụ như là khách mình, khách người Việt Nam thì hầu hết là sẽ like và xem hôm sau, chốt hôm sau. Nhưng mà vẫn cứ chốt với giá sau like bình thường thôi mọi người ạ. Đẹp lắm. Con này C19 màu trắng. Con này kiểu màu trắng. Ủa này, nhìn này. Nhưng C19 này đẹp nhở, đợt này về hàng đẹp nhở. Con tủ nó đỉnh thế. Full 3 book nhá. Ôi các chị ngắm đi. Các chị ơi ngắm hộ em với ạ. Da này, không biết nói gì hơn đâu các chị ơi. Cái da nó đỉnh quá. Ôi ơi mê thế. U mê các chị ơi. U mê mọi người ạ. Tang đẹp luôn. Đương nhiên hàng đỉnh hơn, chả xinh hơn. Hàng đẹp hơn đấy. Con này là 10.900.000. 10.900.000 đang săn sale cho các chị là còn 2.350.000.
2350 nhá. Đấy là giá chốt trên live. Giá sau live sẽ chốt với giá 2,6 triệu. Và chốt trên live các chị sẽ được giảm sale là còn 2350. Giá quá tốt, quá xịn sò cho một con hàng C19 màn VIP luôn. Các chị đang đi mua bên ngoài bao nhiêu tiền ạ? Các bác đang đi mua bên ngoài bao tiền, mọi người có thể nhìn chất da này. Chị nào thích cực phẩm cực mềm thì các chị hãy lấy con này nhá. Để em bỏ cái Chanel bên trong cho chị Bảo Châu ạ. Chị chuyển khoản cho em chưa? Chuyển khoản cho em chưa? À cái chị gì ở Canada hôm qua em chuyển khoản cho mình nhá. Kiểm tra xem nào. Này mọi người ơi. Con C bao nhiêu 22? Hả? B22 à? Không, B22 quá từ lâu rồi. Con này bao nhiêu rồi bé nhau? Con này 2,350 triệu, đẹp cực. Da xịn sò luôn, VIP luôn. Mà cái dáng của nó các chị nhìn này. Đây là tăng bạc nhá. Đằng sau em là tăng vàng, còn đây là bản tăng bạc. Mà cái tăng bạc này em vừa về cái màu của nó đẹp lắm. Màu của nó là màu trắng kem. Mặc kem kiểu dạng như là kem màu hơi vani, màu như kiểu kem vani ấy mọi người. Xinh lắm ạ. Mọi người chuyển luôn trong live giúp em nhá. Em không nhận sau live là 2,6 triệu đấy. Sau live, chuyển khoản sau live tức là sau live rồi. Tức là mua hàng sau live rồi. Chốt trực tiếp trong live thì chuyển khoản trong live sẽ được giá ưu đãi ưu tiên nha. Giá ưu tiên là 2,350 nha. Còn kết thúc live một cái sẽ trở về giá 2,6 triệu luôn đấy ạ. Tại vì con này giá rất cao mọi người ơi. Con này giá siêu cao luôn. Chưa. Do chị thích màu xanh. Này. Màu này. Yêu dã man luôn. Con này VIP dã man đấy. Đỉnh chóp. Giờ chỉ có múc thêm. Giờ chỉ có múc thêm thôi. Con này 2,350. Tiếp. Nhiều lắm. Nhiều kinh khủng khiếp luôn. Nó không sang là do chị không biết. Ơ bảo chị Thu Nguyễn chuyển khoản đi. Chị này toàn quên ý. Mấy lần rồi. Bảo chị chuyển khoản đi. Không là không chốt được thêm đâu. Chị toàn quên ấy, mấy lần rồi. Tiếp nhá. Em lấy toàn mẫu VIP cho các chị thôi. Đấy. Cho các bác ngắm cho nó sướng. Lên toàn mẫu ghi VIP cho ngắm cho sướng. Em vừa về hồng size 25 đấy. Chưa lần nào về hồng size 25 mấy đâu. Lần này về hồng size 25 đấy. Cô viết các thứ hàng hôm nay về nhiều lắm. Đợt này về nhiều hàng đẹp lắm luôn ấy. À nhớ rồi, cái chị chốt con 1,980 triệu á. Chưa chuyển à? Tên gì nhỉ? Chả nhớ tên gì. Con này là con Chanel. Chanel trắng mọi người ạ. Chanel trắng. Chanel trắng VIP con này vừa về. Ôi chất giá. Ôi thế rồi con này không 754819 xem này. Chắc giá bạn ơi. 754819. Em đi đâu chưa? Ui, hàng vừa về xong đấy các chị ơi. Con này 7,2 triệu. 7,2 triệu. Em đang săn sale cho các chị còn giá sale shop. Còn giá sale shop luôn. Yêu ơi rẻ thế. Con này đang sale trong live cho mọi người 1,750 nha mọi người nhá. 1,750 đó. Về các chị phải tự cảm giác là trong tủ đồ của mình nó có cái gì để phù hợp chứ, đúng không? Đây mọi người ơi, xinh cực kỳ luôn, đẹp kinh khủng luôn. Nó sẽ phù hợp với cả khi mà chị mặc đồ chất một tí. Mặc đồ chất một tí, váy cũng được, quần áo cũng được, nhưng nó phải thiên về dạng chất thì nó sẽ hợp với cả cái con loang đấy. Con đấy 2,350. 2,350. Xinh cực kỳ luôn nha. Con Chanel này mọi người đeo chéo được, kẹp nách được. Em đang không muốn bỏ cái này, bỏ cái phần bọc này ra, sợ mọi người về nhận, cho mọi người về nhận bóc cho nó mới á. Đây xinh lắm. Con Chanel xinh cực. 1,750 vừa mới về xong. Hàng vừa về vừa cập bến luôn các chị ơi. Da đẹp, hàng xịn, có đúng một con, săn được đúng một chiếc. 1,750. Mới tinh. Da là bản da cừu non các chị nha.
chất da là chất da cừu non xinh cực luôn, ngót form rất là đẹp, xịn sò. 1.750.000 size 22 mới, con Chanel mới tinh, size 22 nhá, 1.750.000 ạ. Tiếp C19 màu đen, size 25 tăng bạc. Không chắc khách hỏi em kinh khủng con này lắm. Khách hỏi em kinh khủng con này lắm luôn. Em đóng con tăng vàng chưa? Đúng không? À, đúng không? Ui, con đen cũng đẹp mọi người ạ. Đây, đẹp hơn hàng đợt trước bao nhiêu luôn ý. Mà đắt hơn có 200.000, 300.000. Mà nhìn nó như kiểu là tranh hẳn một trời một vực luôn đó mọi người. 1.750.000. Con này sale là còn 2.350.000 các chị ơi này. Như kiểu tranh một trời một vực luôn á mọi người ơi. Tại vì con này là hàng hơn 10 triệu. Nó rồi nó dao động cho em 10.800.000 đến 11.500.000 một chiếc. Bàn này cực đẹp. Và thậm chí là các chị bán lên 15 triệu cũng không có ai thắc mắc gì cả. Một con hàng đẹp như thế này cơ mà. Siêu phẩm nha các chị nhá. Mê lắm. Mê lắm, mê lắm, mê lắm. C19 đen, size 25. Tang đẹp xịn sò. Bên trong lót cũng đỉnh luôn. Lót cũng đỉnh luôn. Hôm nay mới có, thế biết làm nào, trò đời chị ạ. Chốt thôi. Tức là nó bảo là mua thêm đi. 2.350.000 xinh cực. Giảm giá tốt nha, giảm giá sâu nha. Kết thúc live quay về giá 2.600.000 nha. Và mọi người nhớ nhá, chuyển khoản trong live thì giờ này, kết thúc live sẽ không có giá này nữa. Khẳng định luôn. Nha mọi người ơi. Kết thúc live thì các chị chốt trong live, nhưng mọi người không chuyển khoản trong live, mọi người chuyển khoản sau live sẽ không được chốt giá sale trong live đâu ạ. Nha các bác. Tranh thủ đi. Giá quá đẹp luôn. Còn một con hàng C19 size 25 quá ưng. Tăng bạc đấy. Xuất sắc luôn mọi người ơi. Da cực phẩm cực mềm thì lấy con này. Thích da cực phẩm cực mềm mềm thiều thì lấy con này cho em. C19 quá hot hit các chị ạ. Một con hàng quá hot hit luôn. Bản full 3 book nha. Một book cắt tông, một book 5 châm và một book giấy của Chanel. Được chưa ạ? Xinh cực kỳ. Xinh cực luôn. Tiếp. Dior xanh. Dior xanh ạ. Dior xanh full bản 2 book đẹp luôn. Dior xanh nhá. Ai mà biết được. Em còn biết chẳng biết là nó về cơ. Thôi đừng biết. Người có tiền mua thêm đi. Khổ quá. Người có tiền mua thêm đi. Người có tiền ạ. Lăn tăn cái gì. Ok cho mọi người. Thích là phải nhích. Con này xinh chưa? Con này chắc giá đó chị cái. Bao tiền đấy nhở? Hôm tối hôm qua hay tối hôm kia chị vừa like nhỉ? Nó xanh là đẹp quá. Bobby dáng bầu. Con này như bản này nó dáng bầu hẳn nhá mọi người nhá. Em vừa về xong. Con em vừa về xong. Tặng 1.690.000 và chốt trên like. Chuyển khoản hết còn 1.600.000. Rẻ quá. Ôi rẻ quá. Rẻ thế á. Ôi ra man. Các bác ơi. Giá săn sale và giá giải vía nhá các chị nhá. 1.690.000 và chốt trên like còn 1.600.000. Được chưa ạ? Ok cho mọi người, xinh lắm luôn. Con Dior bầu. Con Dior bầu xanh này rất là xinh và xuất sắc. Full VIP đấy. Đẹp lắm. Full VIP đó. Đẹp lắm mọi người ơi. Em yêu đôi chân. Em yêu qua. Em yêu đi qua. Lém sale nốt con này. Tặng nốt mọi người ở cuối live. Tặng nốt các chị ở cuối live nhá. Em giảm sâu luôn nhá. Tặng kỷ niệm cho nó hết hàng. Giảm sâu kỷ niệm một mã cho hết hàng. Xinh cực kỳ luôn. Full 3 book VIP. Tặng các chị mã này 999.000. Kết thúc live. Ok chưa ạ? Nhớ nhá. Chốt trong live thôi đấy mọi người ơi. Xinh xỉu luôn. Xinh xỉu luôn các bác ơi. Con này em sale 999.000 tặng các chị. 999.000. Ok chưa ạ? Bản full 3 book. Em bù lỗ gần 1 triệu. Em bù lỗ gần 1 triệu mã này. Ok chưa ạ?
Dior đen nào à chị ơi, chị Trần Lệ Phố Dior đen nào? Ôi từ nãy giờ em chưa like một con Dior đen nào luôn ấy. Chị hỏi thì em biết trả lời cái nào luôn ạ. Chị Bảo Châu Nguyễn ơi chuyển khoản cho em đi ạ. Không em chuẩn bị nghỉ like rồi. Kết thúc like là sẽ không được chốt cái mã đấy với giá 2350 nữa nha. Tranh thủ chuyển khoản cho em đi ạ. Tại vì là mấy lần rồi ấy, mấy lần toàn không chuyển khoản cho em rồi. Con đen bóng lại hết. Thế thì phải tranh thủ mua luôn trong like. Chứ bây giờ ngăn một trên cùng con đấy là 1750. Chốt trên like còn 1700 nhá. 1750 chốt trên like còn 1700 nha. Xinh xỉu luôn đó mọi người ơi. Lót này, da này, hàng này, chất này, form này. Con này sale 999.000 và kết thúc like này em sẽ không chốt giá này nữa. Yên tâm đi ạ, đừng chị nào inbox cho em mã này nhá, không bán đâu. Chỉ bán trong like và một like này thôi. Ai ưng thì mình chốt bản full 3 book cho em. 999.000 em tặng. Em thề mọi người là em phải vía mới bán chứ còn không bao giờ bán lỗ như thế này đâu mọi người ơi. Tranh thủ săn sale thì săn sale chốt đi Chanel bản VIP luôn. Đẹp. Chanel nhung bản full 2 book đẹp luôn. Tràn neo nhung bản full 2 book đẹp luôn nha mọi người nhá. Chị mới chốt hồi trưa và bây giờ mà em. Theo hồi trưa chị đã chuyển khoản cho em chưa? Chưa đúng không? Chưa đúng không? Hồi trưa một mã này, hôm trước một mã này. Hồi trưa một mã. Bị trái giờ chị. Hồi trưa chị bảo là lúc đấy là 2:30 sáng chị chưa chuyển được. Thì bây giờ chị chuyển giúp em đi nhá để em lên đơn. Không có là em không chốt được đơn đâu. Không có là không thể chốt được đơn đâu chị ạ. Chị gái ơi, chuyển khoản đi. Chuyển khoản đi cho em tắt like, không tắt like em sẽ không nhận đơn nữa đâu. Tắt like em sẽ không nhận đơn nữa đâu. Và cái 2350 sẽ trở về giá 2.6.000 và chị sẽ phải chốt về giá 2.6.000 đấy. Nhá, đấy là em nhắc luôn. Không đến lúc lại thắc mắc. Không đến lúc lại thắc mắc em. Là tại sao chị lại chốt 2.350 lại tính của chị 2.6.000. Được chưa ạ? Mã này là 1750. Chốt trên like còn 1700 nhá. 1700. Đẹp lắm. Xinh lắm luôn mọi người. Em không muốn bóc cái này ra cho mọi người. Chọn đẹp. Chọn đẹp. Xinh cực kỳ luôn. Đấy, chuyển sau like là không được rồi. Ví dụ như lúc trưa đến tận bây giờ chị vẫn chưa chuyển là sau like rồi. Đây, con này 1750. Sao còn 1700 mọi người ơi. Đẹp xuất sắc luôn, da đẹp lắm nha. Chất da đẹp lắm nha mọi người ơi. Tranh thủ đi tại vì em chuẩn bị nghỉ đến nơi rồi đấy. Con này Dior bản lì nhá mọi người nhá, Dior lì full đẹp. Xem cái con set 3, con Dior set 3 đâu ấy nhỉ? Set có cái ấy ở bên trong ấy. Chồng. Soạn để con Dior đen set 3 ở đâu? Dior set 3 trong hộp ấy. Hộp book VIP ấy. Con này có size 5 ô. Có kèm tất cả kèm khăn. Full 2 book tất cả kèm khăn. Con này là 5 ô và con này là bản 3 ô. Đẹp nha. 5 ô và 3 ô đẹp nha. Kelly size 22. Kelly size 22 em đang sale cho các chị là còn bao nhiêu nhỉ? Mã này là còn 2 triệu 2 nhỉ? 2 triệu 2. Con này đang sale ở trên live là còn 2 triệu 2 mọi người ạ. 2 triệu 2. Con ngựa đá này treo cho đẹp thôi, con ngựa đá này hỏng rồi. Nếu mà có kèm ngựa thì em sẽ kèm cho mọi người một con ngựa khác. Một con ngựa ngựa khác nha mọi người nhá. Một con ngựa khác, ngựa thường. Con ngựa đá này hỏng rồi. Treo cho xinh thôi. Đây mọi người, đẹp lắm. Đó, không tặng các chị hàng lỗi nó này. Kiểu mất lòng thành ấy. Tặng các bác hàng lỗi lại mất lòng thành ấy là treo cho nó đẹp thôi. Con ngựa này nó bị mất đá.
xinh lắm nha. Hoặc là mọi người dùng mặt này cũng được này. Đẹp lắm luôn á. Con này đang sale có 2 triệu 2 con Kelly này thôi. 2 triệu 200 con Kelly này thôi. Size 22 nhá. Size 22 giúp em. Em chuẩn bị nghỉ rồi. Đó, ai cho chuyển khoản nốt cho em để em nghỉ đây. Thôi em nghỉ đây. Mọi người mà không chuyển khoản kịp là sẽ không chốt giá trên live nhá. Bye bye các chị. Chị em ngồi em đợi các chị lâu lắm. Thôi em nghỉ. Bye bye mọi người. Hẹn gặp lại vào livestream sau. Chúc các chị ngủ ngon ạ.